Theo quy định hiện nay, cha mẹ, người giám hộ, người nuôi dưỡng trẻ em sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu có hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức và quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. Quy định là thế, song trên thực tế, tình trạng trẻ em lao động sớm hiện nay đang diễn ra rất phổ biến. Sau đây sẽ là ghi nhận được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Chỉ mới 6 tuổi đầu, nhưng em Nguyễn Ngọc Hân đã có tới 4 năm theo mẹ bán vé số. Mỗi ngày, Ngân bắt đầu đi bán từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Con cho chú biết mỗi ngày con bán bao nhiêu tờ vé số? Con bán 100 tờ số. Vậy là tại sao con lại đi bán vé số như thế này? Tại con nghèo, con bán tới mẹ con có tiền. Hiện tại, em đã đủ tuổi vào lớp 1, nhưng chuyện có được đến trường vào đầu năm học tới hay không vẫn chưa được mẹ em tính đến. Tôi với ba đứa con tôi bán số anh ơi. Chồng tôi đi làm hồ. Hoàn cảnh thì nghèo đi làm mướn vậy không đó, mua gạo, nhà thì dột tới nơi trơn anh ơi, ở dưới mé sông á. Mưa nước mưa đổ tràn xuống từ lưa hết trơn. Hoàn cảnh tôi cũng khổ vậy đó. Còn đây là công việc hàng ngày của em Nguyễn Thị Nam. Tuổi thơ bất hạnh khi mẹ Nam bỏ đi lúc em còn rất nhỏ. Hiện tại, em đang sống với cha và người mẹ kế. Đã 14 tuổi nhưng chưa bao giờ Nam được đến trường. Con thích đi học hơn à. Con mới đi làm mấy cái nghề biết chữ á, vô công ty làm á. Này không có được cho mấy con ra bởi vì mẹ không có tiền ra mặn nghề này á. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, tình trạng trẻ em lao động sớm có giảm qua từng năm nhưng rất ít. Cụ thể năm 2012 là 164 em, năm 2013 là 151 em và 6 tháng đầu năm 2014 là 149 em. Việc thực hiện cái trợ cấp bảo trợ xã hội, thực hiện các cái chương trình trợ vốn của các cái hội đoàn thể, các cái chương trình vận động của quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em để trợ giúp trong cuộc học tập. Đồng thời là tiếp tục đối với những trẻ mà có cái điều kiện, có sức khỏe, có thể là tìm kiếm một cái nghề phù hợp hơn thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục trợ giúp các em học nghề để thay đổi cái môi trường sống, tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát triển hài hòa tốt đẹp hơn. Đến trường là chuyện rất đỗi bình thường với đa số trẻ em. Tuy nhiên, với những em nhỏ này, đó vẫn là ước mơ xa vời, chưa biết bao giờ mới thành hiện thực.